Thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm đã được nhà nước ta chọn là ngày sân khấu Việt Nam. Trong những ngày này, khắp nơi trên cả nước diễn ra nhiều hoạt động mừng giỗ tổ sân khấu, nhiều sự kiện diễn ra trang nghiêm và chân tình. Mới đây thì tại thủ đô Hà Nội, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã tổ chức ngày sân khấu Việt Nam lần thứ 14 và lễ giỗ tổ sân khấu dân tộc với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ, các thế hệ thuộc nhiều lĩnh vực như chèo, tuồng, cải lương, kịch nói, xiếc, múa rối và dân ca kịch. Rất đông các nghệ sĩ, các đơn vị trong và ngoài công lập đã có mặt tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là dịp để họ dâng hương lên tổ nghề, bày tỏ lòng biết ơn đến tiên tổ, các bậc tiền nhân đã sáng tạo nên nghệ thuật sân khấu độc đáo, có giá trị, làm giàu cho bản sắc văn hóa của dân tộc, đồng thời tri ân các thế hệ nghệ sĩ đi trước, khán giả đã đồng hành cùng văn nghệ sĩ. Cảm xúc nó đang rất là pha lẫn, nhất là khi ra đây mà gặp tất cả các thế hệ nghệ sĩ tiền bối đi trước. Và có những cái thế hệ nghệ sĩ trẻ nữa cũng đang tiếp bước ở đằng sau, thì tôi nghĩ là rất là mong là tổ nghề cũng sẽ phù hộ cho cái ngành sân khấu Việt Nam sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Cái mong muốn tức là mình phải thấy rằng là cái cơ chế cho đội ngũ nghệ sĩ là nó phải tốt hơn tất cả mọi vấn đề về đãi ngộ, cái phần đãi ngộ. Nhiều lúc mà anh em rất là lao tâm khổ tứ, nhưng mà cuối cùng về nhà vẫn phải lo toan đến cái công việc kiếm kinh tế để mà duy trì được cái lòng đam mê của mình. Cũng tại Dạp Hồng Hà, các thế hệ nghệ sĩ của sân khấu Lệ Ngọc quần tụ bên bàn thờ tổ, cùng hướng lòng tưởng nhớ và tri ân công đức của các vị tổ nghiệp đã cố công vun bồi và để lại cho đời sau di sản quý báu, đó là nghệ thuật sân khấu dân tộc Việt Nam. Theo gương nghiệp tổ thì chúng tôi năm nào cũng như năm nào là vào cái ngày này là mình đã được nghiệp tổ trao sứ mệnh để làm những cái điều tốt đẹp cho nhân dân. Chúng tôi cũng làm một cái lễ mọi gọi là dâng hương tiên tổ để nhớ công ơn tổ tiên đã trao cho mình những cái lưỡi tiếng sắc bén, những lời ăn tiếng hát, những lời kịch hay để phục vụ nhân dân, để đáp ứng được chính mình là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Ngày sân khấu Việt Nam không chỉ là dịp để các nghệ sĩ tỏ lòng biết ơn đến tổ nghiệp, tri ân với khán giả, những người đã đồng hành cùng nghệ sĩ phát triển sân khấu trong nhiều thập niên qua. Đó còn là cơ hội để nhiều thế hệ nghệ sĩ gặp mặt, trò chuyện như sự tiếp lửa của thế hệ đi trước với các nghệ sĩ trẻ để tiếp tục gìn giữ, phát huy ngọn lửa nghệ thuật.